Kế toán Việt Hưng xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video về thông tư, nghị định và quy định được cập nhật mới nhất hiện nay. Gia hạn nộp thuế năm 2020. Liệu doanh nghiệp bạn có nằm trong nhóm đối tượng được phép gia hạn không? Kéo dài thời gian hạn nộp các loại thuế trong bao lâu? Mẫu giấy xin gia hạn mới nhất ra sao? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua video sau. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 41 năm 2020 quy định cụ thể việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất. Trước hết, tại Điều 2 của Nghị định 41 năm 2020, 5 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế 2020 tới đây là 1. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa như giường, tủ, bàn, ghế, sản xuất sản phẩm từ rơm dạ và vật liệu, tết, bệnh. 2. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình cá nhân hoạt động kinh doanh, vận tải, kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ lao động và việc làm, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể thao vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim Danh mục ngành kinh tế nêu tại trường hợp 1 và 2 được xác định theo quy định 27 năm 2018 của Thủ tướng. 3. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm. Căn cứ xác định, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111 năm 2015 của Chính phủ. Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo quyết định 319 của Thủ tướng. 4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 39 năm 2018 của Chính phủ. 5. Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID theo quy định của ngân hàng nhà nước. Tiếp theo, tại điều 3 của nghị định 41 năm 2020 thì bốn loại thuế được gia hạn nộp thuế năm 2020 bao gồm. Thứ nhất, gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp. Tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại điều 2 của nghị định này. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát theo mẫu số C1 gạch ngang 11 NS ban hành theo thông tư số 84 năm 2016 của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế. Lưu ý với thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai là gia hạn đối với thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. Đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, Quý 2 năm 2020, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 nghị định này, thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thì thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng quý được gia hạn như sau. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tương tự, tháng 4 năm 2020 là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Tháng 5 năm 2020 là ngày 20 tháng 11 năm 2020 và tháng 6 năm 2020 là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Còn với thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tương tự, quý 2 năm 2020 là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Lưu ý với thuế giá trị gia tăng. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 nghị định này có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Thứ ba là gia hạn đối với tiền thuế đất. Đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhiều quyết định hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, trong đó có ngành kinh tế lĩnh vực theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 điều 2 nghị định 41 này. Thứ tư là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế lĩnh vực thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cuối cùng, tại điều 4 của nghị định 41 năm 2020, cần phải chuẩn bị những thủ tục giấy tờ như thế nào để được phép gia hạn nộp thuế? Trình tự thủ tục gia hạn cần bao gồm: Bước 1: Hoàn tất giấy đề nghị gia hạn. Bước 2: Gửi đi giấy đề nghị gia hạn. Nơi gửi đi ở đây là cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời điểm nộp giấy đề nghị nộp giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng và quý thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế tiền thuế đất. Lưu ý là một chỉ cần gửi một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Hai là cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Ba là cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 4 là trong thời gian được gia hạn nộp thuế căn cứ giấy đề nghị cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiền thuê đất được gia hạn. Những chia sẻ về điểm chính trong nghị định 41 vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của kế toán Việt Hưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.